Chào các anh chị, hôm nay thì em và anh Ban đi vào một cái khu rừng rất là xa và đường rất là khó đi. Đợt trước thì em nghe nói là có một cái cây dương xỉ thân gỗ rất là đẹp, phân nhánh ở trong này. Từ anh Ban thì hôm nay thì hai anh em rảnh rỗi buổi chiều là rủ nhau vào đây đào gốc cây này. Một gốc cây mà khá là to và nặng, có lẽ nặng tới khoảng 70-80 kg. Và lát nữa thì chắc phải chở cây này ra trước, rồi bắt đầu anh Ban quay lại đón em sau, tại vì là cái cây này nó cũng chiếm hết vị trí ngồi sau rồi. Một cây rất là đẹp, phân rất là nhiều nhánh. Cái này mà đặt vào chậu sứ thì cứ phải nói là đẹp, quá đẹp luôn, nhìn rất là tâm đắc và ưng ý. Cây này thì nó cũng trên 100 năm tuổi rồi, tại vì cái sự phát triển của nó rất là chậm. Một năm thì nó lên được một chút một một xíu một thôi, và đến bây giờ nó cao và phân rất là nhiều nhánh, gốc rất là to, thì đủ thấy là cái tuổi đời nó sống ở khu rừng núi Gia Ly, nơi dòng sông Xê Xa này cũng khá là lâu đời rồi. Và hôm nay thì em quyết định là sẽ mang em nó về để gọi là trang trí cho ngôi nhà, làm xanh không gian và cảnh quan ngôi nhà.